chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn triển khai kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông, nông thôn trên địa bàn thị xã năm 2022. Trung tâm Chính trị Thị xã Nghi Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2022. Phường Ninh Hải và xã Thanh Sơn tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 11 tháng 3, Trung tâm chính trị thị xã Nghi Sơn, phối hợp với các ban xây dựng Đảng thị ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 năm 2022. Đồng chí Đinh Văn Minh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thị ủy dự tham gia khóa học có 60 học viên là quần chúng ưu tú của 20 đảng ủy, tri ủy trực thuộc trên địa bàn thị xã. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu học tập 5 chuyên đề gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị Thị xã sẽ tổ chức cho các học viên đi nghiên cứu thực tế, tìm hiểu tại khu di tích lịch sử Đảng Bộ Thị xã tại phường Tân Dân và dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Thị xã. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, đề nghị các học viên tập trung nghe giảng, nghiên cứu các chuyên đề được giảng viên truyền đạt, từ đó nâng cao nhận thức và xác định rõ mục đích của việc học tập. Giảng viên cần kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giới thiệu tới các học viên những nội dung cơ bản của các chuyên đề, những ví dụ thực tiễn để học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, học viên cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3, trên địa bàn phường Ninh Hải ghi nhận 934 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 929 trường hợp được cách ly điều trị tại nhà. Hiện đã có 803 trường hợp khỏi bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường đã quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác phòng chống dịch, thực hiện việc chuyển đổi trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục phát huy vai trò gắn với trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên ban chỉ đạo phường và các tiểu ban giúp việc của ban chỉ đạo, người đứng đầu các tổ đoàn thể và tổ giám sát cộng đồng, phân công, phân cấp, phân công việc cụ thể, đảm bảo một cách khoa học, sáng tạo. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trên các hệ thống truyền thanh đặc biệt là hướng dẫn điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nhân dân chủ động trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện tốt quy trình tổ chức quản lý giám sát, theo dõi cách ly các trường hợp F0 tại nhà nơi cư trú, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi các trường hợp cách ly điều trị tại nhà theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, từ sau Tết Nguyên đán nhâm dần đến nay, xã Thanh Sơn ghi nhận 778 trường hợp F0, trong đó cách ly điều trị tại nhà 761 trường hợp, cách ly tập trung 17 trường hợp. Hiện nay có 634 trường hợp đã khỏi bệnh. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Sơn đã xây dựng kế hoạch quản lý, cách ly và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không chịu chứng triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ giám sát cộng đồng tại các thôn nhằm kịp thời giám sát, hướng dẫn và nhắc nhở các trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà đúng quy định. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã thành lập các tổ cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết khi có nhu cầu đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, và tuyên truyền về thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân được biết và thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Ngây Sơn đạt thấp so với mặt bằng chung trong toàn tỉnh. Trong đó, tiêm phòng vaccine lở mồm long móng tụ huyết trùng trên đàn trâu bò trung bình chỉ đạt 30% kế hoạch tiêm phòng vaccine dịch tả tụ huyết trùng cho đàn lợn, trung bình cả hai đợt trong năm chỉ đạt 17% so với kế hoạch. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, thị xã Nghi Sơn sẽ tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 với mục đích nhằm tạo khả năng miễn dịch chủ động, chống lại dịch bệnh, bảo vệ tổng đàn, góp phần đưa ngành chăn nuôi của thị xã Nghi Sơn phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ kết quả sản xuất cho người chăn nuôi, xây dựng vùng xã phường an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng. Kỹ sư chăn nuôi thú y Nguyễn Thị Lan, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã nghi sơn cho biết: Để thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2022, đảm bảo đúng cái hiệu quả, đúng theo kế hoạch và tiến độ của ủy ban dân thị xã, thì đề nghị ủy ban dân các xã phường tuyên truyền người dân thực hiện một số cái biện pháp sau. Thứ nhất, tiêm phòng trên đàn gia súc gia cầm là quy định bắt buộc của nhà nước để đảm bảo an toàn, hạn chế lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Thứ hai là cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thôn hai lần trên ngày về cái công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi để người chăn nuôi nhận thức đầy đủ với việc tiêm phòng để chủ động phối hợp và thực hiện. Thứ ba là cần kiện toàn cái ban chỉ đạo cấp xã phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể và giả soát đầy đủ diện tiêm của các hộ trại và nếu các hộ không tiêm chống đối thì xử phạt theo cái nghị định 90 2017 Nghị định Chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y thì đề nghị các xã phường có cái chế tài cụ thể để công tác tiêm phòng ở đơn vị mình đạt kết quả cao. Để việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2022 trên địa bàn thị xã đạt kết quả đề ra, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc quyết liệt trách nhiệm và đồng bộ của Ban Chỉ đạo, từ thị xã đến các xã phường tập trung tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng khi đàn gia súc gia cầm được tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi để tạo sự chủ động tự giác trong phối hợp thực hiện đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm theo quy định thưa quý vị và các bạn nhằm nâng cao nhận thức của các ủy chính quyền và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân vũ trong đời sống đương đại thông qua hoạt động ở các trường học, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân vũ gắn với xây dựng con người nghi sơn phát triển toàn diện góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và thị xã Nghi Sơn nói riêng. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã. Thông qua thực hiện đề án, thị xã phấn đấu có từ 65% trở lên các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và người dân trên địa bàn, đặc biệt là thế hệ trẻ được giáo dục, giới thiệu về giá trị dân ca, dân vũ, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa như trò Xuân Phả, Thọ Xuân, trò diễn Bồn Puông, Ngọc Lạc, lễ hội trò Triềng, Yên Định, dân ca, dân vũ Đông Anh, Đông Sơn, sườn giao duyên của người Mường, Ngọc Lạc, hò sông Mã, các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được quan tâm đầu tư, duy trì, bảo tồn như lễ hội Quang Trung, phường Hải Thanh, xã Nghi Sơn, lễ hội Cầu Ngư, phường Hải Thanh, phường Hải Bình, trò diễn dân gian nấu cơm thi, xã Hải Nhân, hát nhật trình đi biển, cư dân vùng ven biển. Thị xã Nghi Sơn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thí điểm xây dựng mô hình, bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca, dân vũ trong đô thị khu công nghiệp phát huy giá trị nghệ thuật trèo tuồng của tỉnh, giá trị dân ca, dân vũ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa và các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của thị xã gắn với nội dung chương trình, kế hoạch phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, 100% công chức, viên chức văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín, thành viên nòng cốt của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, người thực hành lễ hội dân gian, được tham gia các lớp tập huấn về quản lý di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật truyền thống do tỉnh tổ chức. Phấn đấu xây dựng quần thể trung tâm văn hóa thể thao cơ bản đạt chuẩn, 100% xã phường có trung tâm văn hóa thể thao, trong đó có 70% trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, 100% thôn có nhà văn hóa, trong đó 90% nhà văn hóa khu thể thao khang trang được đầu tư trang thiết bị theo tiêu chí quy định có từ 15 đến 20 di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, các cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn giai đoạn 2021-2030. có đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, triển khai lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ tại kế hoạch số 43 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thị xã về thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tuyên truyền quán triệt, phổ biến nội dung đề án, bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa giai đoạn 2021-2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến dân ca, dân vũ, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu thị xã Nghi Sơn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là trong thanh thiếu niên thông qua nhiều hình thức như tọa đàm, cổ động trực quan, hội diễn văn nghệ, các ấn phẩm, mạng xã hội, YouTube, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và bảo tồn di sản văn hóa, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã Nói riêng và bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân vũ tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tham mưu trong lĩnh vực văn hóa có phẩm chất, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ làm công tác văn hóa từ thị xã đến cơ sở đội ngũ làm công tác quản lý bảo tồn di sản văn hóa các hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở nhất là các hoạt động văn nghệ quân chúng triển lãm thông tin cổ động định kỳ tổ chức các buổi giao lưu liên hoan văn hóa văn nghệ hội diễn văn nghệ các làng cơ quan đơn vị văn hóa liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động lồng ghép các trò diễn dân gian hát múa dân gian phù hợp với từng địa phương đơn vị quan tâm có cơ chế hỗ trợ các hoạt động truyền dạy, bảo tồn, khai thác, phổ biến và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã nói riêng và dân ca dân vũ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa nói chung, phục vụ nâng cao đời sống văn hóa cơ sở và trong các hoạt động phát triển du lịch của địa phương. Cùng với các nguồn lực của nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu giáo dục, phổ biến giá trị dân ca, dân vũ, di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Tập trung triển khai có hiệu quả đề án số 273 ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tiểu khu trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 106 ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã về bảo tồn, và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển nghệ thuật và xây dựng các sản phẩm văn hóa du lịch, tu bổ, tôn tạo, di tích, danh thắng, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, công tác xây dựng đường giao thông, đường giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mang lại một diện mạo mới về giao thông trên địa bàn thị xã, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó mục tiêu cứng hóa đường giao thông nông thôn đến năm 2025 đạt 90%, tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông rộng khắp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng giao thông giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022 gồm các nội dung cụ thể như sau. A lớn, kết quả xây dựng giao thông giao thông nông thôn năm 2021. Năm 2021, trên địa bàn thị xã có 26 phường xã trên 31 phường xã, tổ chức triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn. Toàn thị xã đã nâng cấp, cải tạo được 6,65 km đường thị xã. Tỷ lệ đường thị xã cứng hóa đạt 100%, cứng hóa được 24,9 km đường phường xã, nâng tổng số các tuyến đường phường xã được cứng hóa là 306,7 km, tỷ lệ cứng hóa đạt 85,9%. Cứng hóa được 14,9 km đường khối, phố, thôn xóm nâng tổng số các tuyến đường khối phố thôn xóm được cứng hóa là 581,6 km. Tỷ lệ cứng hóa đạt 77,0%. Trong năm cũng đã xây dựng được 4 cầu bê tông cốt thép, 9,6 km rãnh thoát nước mặt đường, xây dựng được 135 cống bản thoát nước ngang đường. Tổng kinh phí thực hiện trong năm là 206 tỷ đồng, bao gồm kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ và hỗ trợ theo cơ chế khuyến khích là 52,83 tỷ đồng, chiếm 26,3%. Kinh phí ngân sách thị xã là 106,1 tỷ đồng, chiếm 52,9%. Kinh phí từ nguồn ngân sách xã là 40,6 tỷ đồng, chiếm 20,2%. Kinh phí từ nguồn nhân dân đóng góp là 1,1 tỷ đồng, chiếm 0,5%. Ngoài ra, tại các xã phường nhân dân còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, giải tỏa tường rào, chặt cây cối và hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông. B lớn, mục tiêu yêu cầu và giải pháp thực hiện năm 2022. Một lớn mục tiêu, một nhỏ mục tiêu và nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết số 485 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo đó, chỉ tiêu số 2.11, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 85% trở lên. Duy trì và phát động sâu rộng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, tiếp tục tạo phong trào làm đường giao thông nông thôn rộng khắp trên địa bàn thị xã. Hai nhỏ, mục tiêu cụ thể, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn phấn đấu đạt 86,6% trở lên, gồm đường thị xã, đường phường xã, đường thôn xóm, trong đó nâng cấp cải tạo 8,3 km đường thị xã nâng cấp cải tạo cứng hóa 38 km đường phường xã, nâng tổng số km đường phường xã được cứng hóa là 344,7 km, đạt tỷ lệ 96,5%. nâng cấp cải tạo cứng hóa 22,6 km các tuyến đường khối phố thôn xóm, nâng tổng số km đường được cứng hóa là 604,2 km, đạt tỷ lệ 80%. xây dựng công trình thoát nước gồm 3 cầu và 11,6 km rãnh thoát nước hai lớn yêu cầu. Một, Đảng ủy Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ thị xã đến cơ sở trong việc thực hiện tốt phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn của thị xã theo đúng kế hoạch đề ra. 2. Việc triển khai phải bám sát vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư, đảm bảo chất lượng các tuyến đường đầu tư, tạo phong trào làm đường, hiến đất, làm đường sâu rộng trong nhân dân tại địa bàn từng phường xã. 3. Trong quá trình triển khai, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban ngành cấp thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường xã giải quyết các khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện kế hoạch, chủ động chỉ đạo đôn đốc các cơ quan được giao trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt nội dung được phân công tại kế hoạch này. Ba lớn, giải pháp thực hiện. Một, về công tác chỉ đạo tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể một cách hiệu quả để triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Phòng quản lý đô thị phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về phong trào toàn dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong trào phát triển giao thông nông thôn, nhằm khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân trong thực hiện kế hoạch phát triển giao thông nông thôn. 2. Kinh phí thực hiện, giải pháp nguồn vốn huy động và định mức hỗ trợ. 2.1. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 158,5 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo nâng cấp các tuyến đường thị xã 8,3 km, tổng kinh phí dự kiến là 16,9 tỷ đồng. Cứng hóa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã, phường 40,5 km tổng kinh phí dự kiến là 96,5 tỷ đồng. Cứng hóa cải tạo nâng cấp đường thôn xóm giao thông nội đồng là 22,6 km, tổng kinh phí dự kiến là 28,5 tỷ đồng. Xây dựng công trình thoát nước gồm 3 cầu và 9,1 km rãnh thoát nước, tổng kinh phí dự kiến là 16,7 tỷ đồng. 2.2. Nguồn kinh phí huy động từ các nguồn sau. Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và hỗ trợ theo cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2022 là 17,6 tỷ đồng, chiếm 11,1%. Kinh phí từ nguồn ngân sách thị xã là 69,8 tỷ đồng, chiếm 44%. Trong đó, kinh phí ngân sách Hội đồng Nhân dân đã nghị quyết cho đầu tư các công trình giao thông là 64,7 tỷ đồng. Kinh phí dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thị xã nghị quyết hỗ trợ theo cơ chế khuyến khích phát triển giao thông của thị xã là 5,1 tỷ đồng. Kinh phí từ nguồn ngân sách phường xã là 68,5 tỷ đồng, chiếm 43,2%. Kinh phí từ nguồn nhân dân đóng góp và nguồn huy động khác là 2,6 tỷ đồng chiếm 1,7%. Ngoài các nguồn kinh phí trên, ủy ban nhân dân các xã phường cần tuyên truyền vận động, phát động phong trào nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến tặng đất đai, tài sản vật kiến trúc cho công tác làm đường khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, máy móc, vật liệu phục vụ cho công tác xây dựng công trình giao thông. 3. Định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh và thị xã. 3.1. Mức hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh cho công tác phát triển giao thông nông thôn. Theo nghị quyết số 184-2022 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ hỗ trợ các xã chưa đặt trần nông thôn mới, không hỗ trợ phường và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, các xã được xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh gồm xã Hải Yến, Hải Hà, Nghi Sơn, Phú Lâm, Phú Sơn, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm. Định mức cụ thể, đối với các xã Hải Yến, Hải Hà, Nghi Sơn, đường xã hỗ trợ 600 triệu đồng trên km, đường thôn hỗ trợ 400 triệu đồng trên km. Đối với công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông hỗ trợ 85% giá trị xây lắp. Đối với các xã Phú Lâm, Phú Sơn, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm, đường xã hỗ trợ 400 triệu đồng trên km, đường thôn hỗ trợ 265 triệu đồng trên km. Đối với công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông hỗ trợ 65% giá trị xây lắp. Lưu ý, trên cơ sở nguồn vốn được Hội đồng Nhân dân tỉnh nghị quyết hàng năm cho công tác phát triển, giao thông nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân bổ cho Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã Nghi Sơn. Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phân bổ, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã đã đăng ký kế hoạch làm đường. 3.2. Dự kiến cơ chế hỗ trợ cho xây dựng xây dựng công trình giao thông của thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã nghị quyết Dự kiến năm 2022 sẽ hỗ trợ cho mỗi phường xã từ 1 km đến 2 km tổng kinh phí dự kiến 5,1 tỷ đồng, định mức hỗ trợ được phân theo từng nhóm cụ thể như sau. Nhóm 1 gồm các xã phường không có nguồn thu hoặc nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, Hải Thượng, Hải Yến, Mai Lâm, Hải Hà, Phú Sơn. Nhóm 2 gồm các phường xã có nguồn thu tiền sử dụng đất mức trung bình và xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Tĩnh Hải, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Các Sơn, Định Hải, Tùng Lâm, Phú Lâm, Tân Trường, Trường Lâm, Hải Nhân, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Nghi Sơn. Nhóm 3 gồm các xã phường có nguồn thu tiền sử dụng đất đạt cao, Hải Hòa, Nguyên Bình, Bình Minh, Hải Thanh, Hải Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Hải Châu, Hải Ninh, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải. Mức kinh phí hỗ trợ xây dựng đường giao thông. Phường xã thuộc nhóm 1 Ngân sách thị xã hỗ trợ lập dự án đầu tư đường xã bằng nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 100% đường thôn xóm, đường ra cánh đồng 200 triệu đồng trên 1 km. Phường xã thuộc nhóm 2, ngân sách thị xã hỗ trợ lập dự án đầu tư đường phường xã bằng nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 70% đường thôn xóm đường ra cánh đồng 150 triệu đồng trên 1 km. Phường xã thuộc nhóm 3, ngân sách thị xã hỗ trợ lập dự án đầu tư đường phường xã bằng nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 50%, đường thôn xóm, đường ra cánh đồng 120 triệu đồng trên 1 km. Định mức hỗ trợ xây dựng công trình thoát nước, công trình thoát nước, ngân sách thị xã hỗ trợ bằng 50% giá trị xây lắp. Ba lớn tổ chức thực hiện. Một, phòng quản lý đô thị là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch hướng dẫn việc thiết lập, lập dự toán các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đường xóm, cho Ủy ban nhân dân các xã phường, tổ chức tập huấn công tác làm đường, hướng dẫn việc kiểm tra, nghiệm thu chất lượng trong quá trình thi công cho các đơn vị. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã cơ chế hỗ trợ từ nguồn ngân sách thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét nghị quyết vào kỳ họp tháng 6 năm 2022. Tham mưu công tác tổng kết kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng giao thông năm 2022. 2. Phòng Tài chính kế hoạch hướng dẫn chi tiết các thủ tục thanh toán vốn và thực hiện quyết toán theo quy định phối hợp với phòng quản lý đô thị xây dựng, cơ chế hỗ trợ, tham mưu bố trí nguồn vốn kịp thời cho các dự án thực hiện theo kế hoạch này sau khi nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua. 3. Phòng tài nguyên và môi trường, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường, các thủ tục về đất đai, giải quyết các khó khăn vướng mắc có liên quan đến công trình giải phóng mặt bằng khi đầu tư xây dựng công trình giao thông tại các phường xã. 4. Phòng kinh tế, phòng lao động thương binh và xã hội, căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình, Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững của Trung ương của tỉnh, tham mưu ưu tiên nguồn vốn cho công tác xây dựng công trình giao thông. 5. Phòng Nội vụ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công tác thi đua khen thưởng, các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, phê bình đơn vị thực hiện yếu kém trong phong trào phát triển giao thông, giao thông nông thôn. 6. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và du lịch mở chuyên mục tuyên truyền giới thiệu những đơn vị điển hình tiên tiến những sáng kiến kinh nghiệm tốt trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành tổng kết phong trào làm đường giao thông nông thôn năm 2021 căn cứ kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình giao thông giao thông nông thôn năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thị xã. 8. Đề nghị mặt trận tổ quốc các đoàn thể cấp thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân tích cực triển khai thực hiện kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng giao thông, giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã Nghê Sơn năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, các ngành, các đơn vị, các phòng ban căn cứ vào chức năng nhiệm vụ lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch này. Giao phòng quản lý đô thị là cơ quan thường trực có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Thay mặt Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm biên tập trung hiếu kỹ thuật sản xuất chương trình sĩ thành kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại